Các nhà tiên tri dự ngôn gì về con ác long màu đỏ phương Đông? Thông thường, các nhà tiên tri sẽ không trực tiếp nói rõ thời gian xảy ra một sự kiện nào đó, có lẽ là vì bên trong có thiên cơ bất khả lộ. Và người đời cần phải đi lĩnh ngộ đạo lý trong cái mơ hồ đó. Nhưng có một sự kiện lịch sử trong rất nhiều lời tiên tri đều được dùng cách thức trực tiếp rõ ràng để nói với mọi người, thậm chí còn nêu rõ thời gian xảy ra sự kiện đó. Ác Long Phương Đông. Trong sách Khải Huyền của Thánh Kinh có tiên tri về Xích Long, con rồng đỏ. Ngày nay, các học giả phương Tây và phương Đông đều cho rằng Xích Long rõ ràng là ám chỉ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Lời tiên tri của Ladino ở Ý vào thế kỷ thứ 18 dùng con rắn độc của phương Đông để hình dung một con ác long hút máu và nói rằng vào năm 1999 nó sẽ khiến biển cả chao đảo, mặt đất rung chuyển. Trong mắt người phương Đông, rắn chính là hóa thân của quỷ Satan. Chính vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng nhóm truyền thông đại diện cho tiếng nói của đất nước và huy động tất cả bộ máy nhà nước, hao tốn hơn 1/3 lực lượng quốc gia để bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo với một thế lực vô cùng khủng khiếp. Vào thế kỷ thứ 17, Cộng hòa Séc cũng có một nhà tiên tri, nữ tiên tri phương Đông, sẽ xuất hiện một con ác long miệng phun khí độc, tiên tri đó như sau. Phương Đông sẽ xuất hiện một con rồng, nhìn bề ngoài rất đáng sợ, bên trong 9 nhân 99 con mắt của nó sẽ phóng ra tia sáng, giết người đến chết, trong miệng phun ra khí độc. Phương Đông ở đây ám chỉ Trung Quốc. Tiên tri nói rằng con rồng này sẽ xuất hiện ở Trung Quốc, mang đến nỗi khiếp sợ cho con người, ám chỉ bộ mặt tà ác của nó, giết người vô số, dùng bạo lực, dùng thảm sát chế tạo sự khiếp sợ để tiến hành thống trị người dân. 9 nhân 99 ám chỉ một thời gian cụ thể vào năm 1999. Trong năm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động phong trào bức hại tàn khốc Pháp Luân Công. Trong mắt sẽ phát ra tia sáng giết người đến chết, trong miệng phun ra khí độc. Câu nói này miêu tả sự thật năm 1999 Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công và rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, đồng thời thông qua miệng, tức cả bộ máy tuyên truyền và tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc phun ra khí độc, giả tạo và lừa dối người dân, mà những lời nói dối được phun ra từ miệng con ác long này chính là khí độc, là loại khí độc có thể giết chết người. Ngụ ý, nếu như nghe theo những lời tuyên truyền vu khống và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, thì sẽ bị trúng khí độc, sẽ làm nguy hại đến an toàn tính mạng của mình. Cuốn sách Các Thế Kỷ của Nostradamus, rất nhiều lời tiên tri đều không trực tiếp nói ra thời gian cụ thể xảy ra ở sự kiện. Ở góc độ của chúng ta, thì đó là những chuyện xảy ra trong lịch sử. Nhưng trước khi chưa xảy ra, thì có thể vẫn là thiên cơ. Vì vậy, các nhà tiên tri sẽ dùng một số lời lẽ ám chỉ, ngụ ý về mặt thời gian, chứ không trực tiếp nói ra, cũng giống như 9 x 99 ở trên vậy. Những hiện tượng này rất thường gặp trong những lời tiên tri của phương Tây, ví dụ như Nostradamus của nước Pháp từng tiên tri về sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 vào năm 1989 tại Trung Quốc, dùng ẩn ngữ nói rằng vào năm được hợp thành từ chữ số 8 và 9 phương Đông. Tất nhiên, là cũng có những trường hợp đặc biệt, ví dụ như Nostradamus trong cuốn sách Các Thế Kỷ của ông ghi chép rất nhiều lời tiên tri về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Trong đó có một tiên tri trực tiếp nói rõ thời gian, thậm chí là nhắc cụ thể đến tháng 5. Tháng 7 năm 1999, vì để khiến vua Angola hồi sinh, vị vua kinh dị sẽ rơi từ trên trời xuống. Đến lúc đó, Marx sẽ thống trị thiên hạ. Nói là vì để con người có được cuộc sống hạnh phúc. Trong những bài thơ tiên tri khác liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, Nostradamus có nhắc đến ngày thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố trấn áp Pháp Luân Công trên phạm vi cả nước. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ ngày này tiến hành bôi nhọ Pháp Luân Công với quy mô lớn. Nhưng sự kiện và nội dung cụ thể thì Nostradamus lại nói rất ẩn dụ. Vì vậy,
mới khiến người đời trong mấy trăm năm qua đều đang suy đoán vị vua kinh dị Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, Mác là gì. Hàng ngàn năm qua, những lời tiên tri cổ xưa liên quan đến con rồng đỏ phương Đông, từ trong Thánh Kinh cho đến các nhà tiên tri nổi tiếng phương Tây, ngày nay đều đã được ứng chứng rồi. Và tất nhiên là phương Đông cũng có rất nhiều lời tiên tri về chuyện này. Rất nhiều lời tiên tri được sử dụng cách thức tiên tri rõ ràng, thậm chí là chỉ ra ngày tháng xảy ra sự kiện, nói rõ cho người đời biết rằng vào tháng 7 năm 1999 tại Trung Quốc đã xảy ra sự kiện khủng khiếp. Rất nhiều tiên tri đều nói về tập thể tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại, nói về tội ác diệt trừ một tập thể đông đảo. Điều đấy cho thấy rằng đây không phải là một sự kiện riêng biệt, mà là vấn đề có thể dẹp bỏ được tà ác mà khôi phục chánh đạo được hay không, liên quan đến vấn đề trái đất trong tương lai có tìm ra lối thoát hay không. Chương trình Tinh Chuyên Đề của DKN TV xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, DKN TV hướng đến những giá trị đạo đức chân chính và truyền thống. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị những tin tức cập nhật cũng như những thông tin hữu ích. Chúng tôi tin rằng không phải chính trị, tiền bạc hay quyền lực, mà chính là sự chân thành, tấm lòng thiện lương và bao dung là những giá trị vĩnh hằng sẽ tồn tại mãi cùng với chúng ta. Xin kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Nếu quý vị hài lòng với bản tin của chúng tôi, xin hãy like, share và đừng quên nhấn đăng ký kênh của chúng tôi. Nếu chưa hài lòng ở điểm nào, xin hãy để lại bình luận và góp ý để chương trình có thể làm tốt hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả.